Giá gia cầm hôm nay ngày 18 tháng 9, giá gà, giá vịt thịt ba miền chứng lại. Theo các thương lái, giá gia cầm hôm nay ngày 18 tháng 9 tại các vùng đang chứng lại. Trong đó, giá vịt thịt giao dịch ở ba miền đều ngang bằng nhau. Giá gà công nghiệp bán tại các vùng miền Bắc vẫn ở mức khá thấp. Giá vịt hôm nay, các vùng chứng lại. Ông Phạm Văn Mong, chủ trại vịt ở Hiệp Hòa, Bắc Giang cho biết, giá vịt bầu lai hôm nay vẫn được giá nhất khoảng trên dưới 45.000 đồng mỗi kg tùy loại. Trong khi đó, giá vịt bơ loại đẹp trên 3,2 kg mỗi con bán buôn tại trại duy trì ở mức từ 42.000 đồng đến 43.000 đồng mỗi kg. Giá trứng nhưng việc tiêu thụ vịt vẫn khá thuận lợi, ông Mong nói. Tại các vùng phía Nam, giá vịt thịt ở Đồng Nai hàng siêu thịt ổn định ở mức từ 43.000 đồng đến 45.000 đồng mỗi kg. Giá vịt cherry hàng đẹp bán tại trại loại trên 3,3 kg mỗi con bán tại Bình Phước, Bình Dương, cao nhất đạt 45.000 đồng mỗi kg. Giá vịt Hòa Lan bán tại trại ở các vùng này cũng đạt từ 44.000 đồng đến 45.000 đồng mỗi kg. Giá vịt xiêm bán tại trại cuốn đàn cho thương lái cao nhất đạt trên 60.000 đồng mỗi kg. Giá vịt trời tùy trại bán được từ 80.000 đồng đến 90.000 đồng mỗi con. Giá ngăn thịt ở các trại miền Bắc có nơi bán được trên 65.000 đồng mỗi kg loại già trên 140 ngày tuổi. Giá cả hôm nay, các mặt hàng tiêu thụ chậm, theo nhiều thương lái, giá gà thịt hôm nay chưa có biến động mà vẫn giữ ở mức vừa phải. Giá gà ta lai nuôi chạy trên 3 tháng có chạy bán tốt mới được trên 70.000 đồng mỗi kg. Giá gà mía thuần nuôi tại các trại loại trên 4 tháng bán cho thương lái cuốn đàn khoảng 90.000 đồng mỗi kg. Trong khi đó, giá gà công nghiệp hôm nay tại các trại gia công ở các vùng miền Bắc như Thái Nguyên, Hà Nam, Hòa Bình, Loại đẹp trên 3,4 kg mỗi con mới bán được từ 33.000 đến 34.000 đồng mỗi kg. Tại các vùng phía Nam, giá gà thả vườn tùy loại bán được từ 55.000 đến 63.000 đồng mỗi kg, có trại bán lẻ gà thả vườn qua lứa 65.000 đồng mỗi kg, 70.000 đồng mỗi kg hàng trống. Cách nhận biết thịt gà, thịt vịt bị bơm nước. Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Văn Hợi, một thương lái phân phối hàng gà vịt móc ở các vùng miền Bắc cho hay, hiện giá gà, vịt sống đang ở mức khá cao, hàng khan nên có thể tại các lò, các chợ mặt hàng này bị bơm nước để tăng trọng, đẹp mã. Theo ông Hợi, để phân biệt gà, vịt bị bơm nước khá dễ. Theo kinh nghiệm nhiều năm của tôi thì khi đi mua mọi người cần lật cánh gà, vịt kiểm tra kỹ dưới nách, nếu bị tiêm bơm nước sẽ có một chấm đỏ nhỏ, xung quanh vết nước phồng lên có màu đen, để một thời gian, màu đen sẽ phát tán rộng ra, ông Hợi thông tin. Phân biệt thịt gà và thịt vịt đã bơm nước với thịt nguyên bằng cách khi ta vỗ vào sẽ có tiếng kêu bình bịch thì đó là thịt đã được bơm nước. Dưới da thịt gà hoặc thịt vịt bơm nước nếu lấy tay ấn vào, sẽ có cảm giác trơn hơn so với bình thường. Nếu muốn phân biệt thịt gà và thịt vịt đã bơm nước hay không cách đơn giản nhất khách mua chỉ cần lấy tay ấn vào vùng ước, bụng gà, vịt, nếu hàng có bơm nước, màng da sẽ bị rách, nước chảy ra ngay, ông hỏi tiết lộ. Để mua được những con gà khỏe mạnh, không có bệnh, ông hợi lưu ý các thượng đế không mua những con gà có màu tái hoặc tím bầm, ủ rũ, mỏ chảy nước rãi, mắt lờ đờ, cánh xệ, dáng vẻ mệt mỏi, đầu lúc nào cũng chúi xuống dưới. Ông hợi cho biết thêm, khi mua chúng ta không nên chọn những con gà da nhăn nheo, thân gầy gò, ức trơ xương, lông sơ xác, đặc biệt những con gà chân lạnh, khô, hậu môn trắng bạch hoặc đỏ. Chảy nước hoặc hay có phân dính xung quanh nên tránh vì đó là những dấu hiệu của gà bị bệnh đối với việc chọn mua vịt ông hợi cho rằng mọi người nên hạn chế chọn vịt non vì thịt sẽ nhão không săn chắc và rất tốn thời gian để nhổ lông tơ lông măng khi mua bà con cần quan sát những con vịt non sẽ thấy có mỏ to và mềm còn vịt già bạn quan sát kỹ sẽ thấy nó có mỏ nhỏ và cứng